hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được bảo tiếng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Chào công, anh có vẻ mập lên đấy. Tất nhiên, Covid mà, ai chẳng mập lên. Chẳng lẽ không còn đối thủ nào để anh có thể vận động chân tay hay sao? Anh nghĩ gì vậy? Tôi đã đánh bại tất cả các con đối hơi khác. Tôi chinh phục đại bác, chinh phục xe tăng và cả máy bay chiến đấu nữa. Tôi chẳng còn ai để đọ sức cả. Tôi nghèo và đang mập lên đây này. Tôi cũng vậy, tôi không phải là một con tắc kè bình thường. Tôi là thằn lằn khổng lồ. Tôi cần một đối thủ xứng tầm. Hay là chúng ta cùng nhau tạo ra một cái gì đó đi. Thưa quý vị, tại sao chúng ta lại bất ngờ với sự ra đời của Super League sau khi đã trả tiền để xem đủ những thứ như vậy những năm qua rồi? Công đại chiến Godzilla, Liên minh công lý, Avengers. Quý vị nghĩ mà xem, khi người sắt đã ra đời đến phần thứ 3, người rơi phần thứ 4, kèm theo cả chục dị bản nữa, thì cách duy nhất để mấy siêu anh hùng đó móc thêm tiền từ túi khán giả là gì? Là kết hợp với nhau chứ còn gì nữa phải không ạ? Kính chào quý vị, đây là chương trình Giờ Vàng Thể Thao và hy vọng là quý vị đã chờ đợi chúng tôi để tuần này nói một cái gì đó về sự ra đời và sớm tan rã của giải đấu Super League ở châu Âu, sự kiện đình đám trong tuần qua. Giờ Vàng Thể Thao sẽ chọn một góc nhìn nào giữa một rừng quan điểm đây? Để hiểu được chi tiết ngọn ngành của vấn đề thì bạn phải là một chuyên gia kinh tế biết về bóng đá hoặc ngược lại. Bên cạnh đó lại còn phải biết rõ nội tình của UEFA, những xung đột ngầm, những quyền lợi các bên, rồi lại phải đứng trên quan điểm của cổ động viên, đứng trên góc nhìn quyền lợi của truyền hình, vân vân và vân vân. Giờ Vàng Thể Thao nhỏ bé này không thể làm như vậy được. Chúng tôi tìm một góc nhìn dễ hiểu nhất cho khán giả của mình. Những người mà câu hỏi lớn nhất là các anh muốn đá gì thì đá, chúng tôi phải được xem cái gì đó thật là hay, trả ít tiền truyền hình thôi và nếu được thì không phải thức quá khuya. Vậy thì Super League là cái gì chứ? 12 câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu từ Anh, Tây Ban Nha và Italia đã quyết định đứng ra thành lập một giải đấu riêng của mình. Họ không có ý định từ bỏ giải vô địch quốc gia của mình vì các trận đấu sẽ diễn ra vào giữa tuần. Giải League này dự kiến là sẽ có những thành viên sáng lập khoảng 15 đội. Danh sách này cố định và không có chuyện xuống hạng gì hết. 5 thành viên còn lại sẽ có những quy chế tuyển chọn hoặc được mời tham dự khác nhau. Nếu sự phản đối của tất cả các bên không thành thì giải đấu sẽ diễn ra luôn vào tháng 8 năm nay. Nói chung là truyền thông thế giới thực sự rúng động vì tin này. Nó tung ra quá đột ngột ngay trong một buổi sáng đầu tuần mà không có bất cứ một sự dự báo gì cả. Không có bàn thảo, không có tranh luận trước. Tất cả đều lên tiếng, hầu như là phản đối cả. Phản ứng ở cấp cao nhất có lẽ là các chính trị gia. Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi Super League là một ý tưởng xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp và khẳng định sẽ dùng quyền lực của mình để dập tắt ý tưởng này. Super League is only about money. Chủ tịch UEFA, ông Alexander Seferin thì không ngại sử dụng những từ ngữ gay gắt nhất. Vị chủ tịch 53 tuổi nhấn mạnh, chúng ta đã quá ngây thơ khi không biết rằng có những con rắn tồn tại ngay cạnh chúng ta. Giờ thì chúng ta đã biết. Cổ động viên thì khỏi nói, chẳng ai tỏ ra hào hứng với việc được xem các đội bóng lớn thi đấu với nhau nhiều hơn. Họ chỉ nhìn thấy một ý tưởng tồi, ý tưởng sẽ phá vỡ khái niệm bóng đá quen thuộc và chọc thủng thêm một lô nữa vào túi tiền của họ. Chờ sau khi tất cả các bên đã có ý kiến, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid và cũng là người đứng đầu liên minh Super League mới xuất hiện trên truyền hình và giải thích rất cặn kẽ về ý tưởng của giải đấu. Ông Perez là vị chủ tịch giàu thành tích nhất của thế giới bóng đá vào lúc này. Và dù bạn có ủng hộ Super League hay không thì cũng phải thừa nhận rằng nhóm Ly Khai đã có một phát ngôn viên xuất sắc. Chúng tôi muốn cứu lấy bóng đá để mọi người có thể sống thoải mái trong ít nhất là 20 năm nữa. Tình hình vào lúc này là rất nguy cấp rồi. Các đội bóng lớn đang mất đi hàng trăm triệu euro mỗi mùa giải. Thu nhập sẽ đến với tất cả chúng ta giống như cơ chế kim tự tháp vậy. Nếu các đội bóng lớn có thu nhập mà không bị lỗ, tiền sẽ chảy dần xuống dưới. Như vậy thì các đội bóng không tham dự Super League cũng được lợi khi chúng tôi chia doanh thu cho họ. Nhưng nếu không tạo ra được thu nhập thì viễn cảnh tốt đẹp đó sẽ không bao giờ xảy ra. Về tuyên bố của UEFA thì tôi chắc chắn rằng sẽ không có đội bóng nào bị loại khỏi Champions League đâu. Tôi hoàn toàn tự tin khẳng định điều này. Không chỉ Champions League mà chúng tôi vẫn sẽ thi đấu ở các giải vô địch quốc gia như bình thường. Với doanh thu của Champions League như hiện tại thì bóng đá sẽ sụp đổ.
Khán giả ngày một ít đi và tiền thu về cũng vậy. UEFA nói rằng Champions League sẽ thay đổi thể thức vào năm 2024. Tôi xin lỗi, nhưng mà đến lúc đó thì tất cả chúng ta đều đã tiêu đời rồi. Cuối cùng thì nhanh hơn dự kiến rất nhiều, chỉ một ngày sau bài phát biểu của ông Perez trên truyền hình, lần lượt nhiều đội bóng thuộc Liên minh Super League đã lên tiếng rút lui. Giải đấu sẽ không diễn ra như mong muốn của ông Perez. I want to apologize to all the fans supporters of Liverpool Football Club for the disruption I caused over the past 48 hours. Again, I'm sorry. Cổ động viên chúng ta vui mừng, tự hào, có lẽ vì tiếng nói của mình vẫn còn giá trị chăng? Cũng có thể, nhưng có nhiều thứ cần phải rõ ràng về các bên ở đây. Quan điểm của chúng tôi, đừng quá tin ai cả, hãy chỉ nhìn vào lịch sử và lắng nghe túi tiền của mình. UEFA tuyệt vời ư? Chưa chắc. Việc gom các đội bóng lớn lại chơi, gạt những đội nhỏ ra, chả phải là điều gì mới mẻ với họ cả. Trước năm 1997, Champions League hay còn gọi là Cúp C1 châu Âu, chỉ có các đội vô địch quốc gia được phép tham dự, tức là mỗi nước một đội. Nhưng rồi thì UEFA cũng nhận ra rằng nhiều đội vô địch quốc gia chẳng có tiếng tăm gì, trong khi một loạt các ông lớn về nhì và ba ở giải quốc nội lại phải ngồi ngoài. Thế là năm 1998, UEFA mới mở cửa cho các đội bóng đó được tham dự Champions League dựa trên thang điểm đánh giá riêng của mình. Đội bóng đứng thứ tư của giải Ngoại hạng Anh cũng có thể vô địch Champions League, trong khi nhà vô địch của một quốc gia nhỏ bé nào đó từ giờ sẽ phải xuống chơi ở Europa League hoặc phải tham gia từ vòng sơ loại thứ 3, thứ 2. Nào, xuống đó chơi đi, chúng tôi sẽ kiếm tiền ở đây và chia nhiều hơn cho anh. Đó là một câu chuyện được áp dụng ở khắp mọi nơi, từ Champions League châu Á cho đến cúp AFF quen thuộc với chúng ta hiện tại. Giờ, những đội thứ hạng thấp cũng phải đá play-off rồi mới được dự vòng bảng. Giải đấu hấp dẫn hơn khi toàn mấy đội lớn đá với nhau và giá bản quyền truyền hình bắt đầu tăng lên. Hãy nhìn vào bảng này. Nguồn thu của Champions League đã tăng lên gấp cả chục lần trong vòng hơn 20 năm qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong cuộc hành trình đi lên đó, khán giả về mặt kinh tế chả được lợi gì hơn cả. Bắt đầu từ năm 2017, khán giả Việt Nam không thể xem Champions League miễn phí nữa. Về bản chất, Super League cũng làm ý tưởng vận hành tương tự. Người hâm mộ không phải xem những cặp đấu chênh lệch nữa và tất nhiên sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn cho truyền hình. Xung đột thì cũng chỉ là quan điểm giữa các bên tổ chức mà thôi. Nhóm ly khai muốn như vậy, rút gọn những đội tinh túy, còn FIFA và UEFA hiện nay lại muốn mở rộng. Nhưng mục tiêu là không thay đổi, kiếm nhiều tiền hơn từ người hâm mộ. Chúng ta đều biết rằng FIFA có ý tưởng sẽ có 48 đội cho World Cup lần tiếp theo. Và lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có thể nói, chúng ta không cần cố để đến World Cup nữa bởi vì World Cup sẽ tự đến với chúng ta rồi. World Cup nhiều đội hơn, nhiều trận hơn và tiền bản quyền truyền hình thì sao ạ? Đương nhiên là sẽ cao hơn. Champions League kể từ mùa 2024 cũng sẽ tăng số đội từ 32 lên 36 đội. Các ông bầu ly khai cảm thấy mình phải chia sẻ quyền lợi cho mấy đội kém sức hút và họ quyết định chia tay, họ từ bỏ để tạo ra Super League. Tất cả chỉ là chuyện kinh doanh thôi, người hâm mộ chúng ta ạ. Thôi, không có Super League và lúc này là tốt rồi. Nhưng chẳng biết ai tốt với chúng ta hơn ai đâu. Mặt khác nhé, truyền thông Anh cứ phản đối Super League, chứ gần đây nhất họ lại than phiền về việc tại sao đội tuyển quốc gia của mình phải mất thời gian đá vòng loại World Cup với những đội nhỏ như là San Marino hay là Andorra. Sao không để những đội này đá ở những vòng sơ loại riêng? Giờ vàng thể thao thì không bàn chuyện chính trị, nhưng chắc chắn những người theo dõi thời sự đều có thể tìm thấy những liên hệ nào đó với việc Anh đã rời khỏi EU hay là nước Mỹ thời Tổng thống Trump không tham gia một liên minh thương mại nào đó. Còn trong thế giới giải trí phim ảnh, như ví von của chúng tôi từ đầu chương trình, không phải là câu chuyện cho vui. Hãy nhìn xem, mấy ông chủ tịch các đội bóng Super League toàn nhà kinh doanh cả. Chẳng ai từng chơi bóng hết, nhiều người Mỹ và ai cũng biết xu hướng hội tụ siêu anh hùng có vẻ ăn khách hơn trong thế giới ngày nay. Một giải đấu toàn những đội giỏi kéo dài quanh năm được tờ Guardian của Anh ví von sẽ là một show diễn truyền hình thực tế chứ không phải là bóng đá nữa. Không phải là thứ bóng đá truyền thống mà chúng ta biết. Ừ thì truyền hình thực tế, tại sao không? Sẽ đến một ngày ai xem bóng đá truyền thống thì xem mà ai xem bóng đá Super League truyền hình thực tế thì xem. Trận đấu có thể sẽ ngắn hơn, áp dụng đủ mọi loại công nghệ, thêm những clip tặng kèm phía sau hậu trường nữa. Và sẽ không có ai xuống hạng hết. Kết luận lại, với khán giả, bóng đá là sản phẩm giải trí. Và khi các nhà tổ chức nói họ đang lỗ, đừng thương xót hay chê bai mấy anh tỷ phú. Hãy giữ chặt túi tiền của mình và kêu cứu. Ý tưởng Super League có thể phải dừng lại vì nó ra đời quá vội. Nhưng tôi tin rằng đó là lời cảnh báo
của những đội bóng lớn cho xu thế không thể khác trong thế giới giải trí ngày nay. Nó sẽ quay trở lại. Trong phần tiếp theo của Giờ Vàng Thể Thao sẽ là tiếng nói của cổ động viên Việt Nam. Chào mừng đến với Euro. Oh yeah. Con số Euro những điều bí ẩn dần được hé mở. Ok. Toàn cảnh Euro, lao theo trái bóng từ cảm xúc mà không bị bỏ lỡ. Bình luận vạch ngôi sao, Ronaldo đã từng đến đây chinh phục ngôi cao. Ngôi cao. Là bao fan chết mê nhưng lại bị thách thức bởi Mbappé. Đội trận nhanh như cơn lốc, đưa đối thủ vào những cơn sốc. Bảng F khốc liệt, bộ pháp Đức dồn hết sức loại đối thủ của cuộc chiến. Đó chỉ là 3 trong 24 anh hào, và ai sẽ đặt chiếc cúp danh giá lên màu áo? Trận chung kết sân cầu Emily cùng anh em ở TV. Welcome to the party. Euro phát trên VTV. VTV. Nóng từ trường quay ra đến quán cà phê. Anh đang đi sâu sâu vào từng trận đấu nóng cùng Euro, nóng theo cách thật ngầu. Rap Euro đi vào từng con phố, hơi thở Euro trên từng cây số. Môn thể thao vua bạn là một tín đồ, bạn hãy chuẩn bị tinh thần vì đã rất gần Euro. VTV phát sóng chương trình hay ngóng ngóng ngóng. VTV phát sóng chương trình hay Euro ngóng ngóng. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Giờ Vàng Thể Thao. Đây thực sự là một tuần cực kỳ phù hợp để bàn về cổ động viên, vị thế của cổ động viên. Người hâm mộ ở châu Âu đã dẹp yên được Super League, nhưng ở Việt Nam, cổ động viên đang cần được lắng nghe hơn bao giờ hết. Rất nhiều tiếng nói đáng chú ý trong tuần qua, ví dụ như tiếng nói trong quầy bán vé của sân Pleiku chẳng hạn. Hàng ngàn cổ động viên chờ đợi từ sáng sớm, vé bán chậm 1 tiếng đồng hồ và chỉ có vài nhân viên phục vụ. Họ lại còn không có đủ tiền lẻ nữa. Hoàng Anh Gia Lai, chúng tôi biết là một trong những câu lạc bộ có cơ sở vật chất và tổ chức trận đấu chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Nhưng cũng lâu rồi họ chưa trải qua cơn sốt vé như thế này. Tiếng nói cổ động viên nhắc họ rằng, ban tổ chức, chúng tôi cần được phục vụ nhanh như tốc độ của Văn Toàn và chính xác như những đường truyền của Xuân Trường vậy. Nhưng những hình ảnh và cảm xúc bên ngoài sân, bên ngoài phòng vé thì rất đáng trân trọng. Trong một buổi sáng ở Pleiku, hình như mọi người, mọi nhà đều hướng về bóng đá. Trận đấu được chờ đợi nhất trong mùa giải, đội nhà chơi hay nhất trong nhiều năm trở lại đây, gặp đối thủ nhiều duyên nợ. Mình mua không được vé, mình đi hồi 5 giờ sáng tới giờ luôn. Một vòng đấu mà những ngôi sao lớn tụ họp ở Pleiku, nhưng không khí ở nhiều nơi khác tưng bừng không kém. Đây là sân Quy Nhơn. Trận đấu chỉ có đội chủ nhà mới lên hạng và một vị khách tầm trung là Đông Á Thanh Hóa. Khán giả đã đội nắng xếp hàng dài cho một phiên bán vé trước trận đấu những 2 ngày. Châu Âu đang cố gắng bảo vệ giá trị truyền thống của bóng đá. Và đó là những hình ảnh mà quý vị vừa thấy vừa rồi đấy. Cần phải trân trọng. Mỗi người đã thưởng thức V-League theo một cách khác nhau. Đây là bàn làm việc của người đứng đầu V-League trong ngày diễn ra trận đấu. Và ông chủ tịch VPF sẽ phải lắng nghe thông điệp của cậu bé này nữa. Hình ảnh của những cậu bé, cô bé trên khán đài là hình ảnh của tương lai bóng đá. Sân Thiên Trường, nếu quý vị còn nhớ, năm ngoái đó là biểu tượng của bóng đá, biểu tượng của sự khống chế thành công dịch bệnh, niềm tự hào. Và chúng tôi luôn tự hỏi, đứng giữa đám đông ở khán đài B của sân Thiên Trường thì không khí sẽ như thế nào? Và đây là câu trả lời. Trước trận đấu 1 tiếng 30 phút, khu vực trung tâm dành cho hội cổ động viên Nam Định đã rất đông. Đội trống, đội kèn và đội cờ đã đầy đủ. Đây là đội ngũ rất quan trọng tạo ra khung cảnh tuyệt vời mỗi khi câu lạc bộ Nam Định ghi bàn. Khi tiếng nhạc và những tiếng hô của bác quân hô làm nhạc trưởng của các nhịp trống và các nhịp tiếng hô vang đều và những các nhịp cờ rất là đều. Dù bóng chưa lăn nhưng khu vực này đã rất sôi động rồi. Đây cũng là khu vực dù có ghế ngồi nhưng chẳng mấy ai ngồi trong suốt trận đấu. Thói quen này dường như đã hình thành từ rất lâu, đến nỗi những cổ động viên vào khu vực này đều biết rằng mình vào đây không phải chỉ để xem bóng đá. Còn đây là người đàn ông nổi bật nhất khán đài, người hô hào, bắt nhịp cổ vũ trong cả trận đấu.
Ông Nguyễn Văn Quân luôn đến sân sớm trước khoảng 1 giờ đồng hồ. Ông cẩn thận khởi động trước, chuẩn bị cho chuỗi hoạt động bắt nhịp kéo dài không dưới 2 giờ đồng hồ sau đó. Người đàn ông hiện 60 tuổi này đã làm công việc ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng suốt 20 năm qua và chưa cho thấy dấu hiệu sẽ dừng lại. Cường độ hoạt động của ông phụ thuộc vào diễn biến của trận đấu, như trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Đó có lẽ là một trong những buổi ông tốn nhiều năng lượng nhất. Lúc này thì anh có cảm thấy mệt không? Mệt, cực kỳ mệt. Thưa mấy bạn, bây giờ tôi còn nói anh Kiếm, nếu mà sau 3 giờ sáng đến sáng sau thì không nói gì, động thật là mệt, mồ hôi. Kể cả khi trận đấu kết thúc, vẫn rất đông các cổ động viên Nam Định nán lại khán đài để hát hò và động viên các cầu thủ. Mỗi một trận đấu của câu lạc bộ Nam Định trên sân Thiên Trường đều trở thành một lễ hội đúng nghĩa, đều xuất phát từ tình yêu bóng đá của những người hâm mộ như thế. Sân bóng ở Nam Định là một niềm tự hào, sân bóng ở Pleiku đã tưng bừng trở lại. Khán giả Bình Định thì sẽ không quay lưng với đội bóng đang khó khăn của họ trong lúc này. V-League vui chưa từng thấy, nhưng lẽ ra phải vui hơn nếu đủ cả hai chảo lửa truyền thống là Vinh và Hải Phòng nữa. Tiếng nói tâm huyết của cổ động viên của hai địa phương này có vẻ đang rất cần được lắng nghe. Trên diễn đàn chính thức của mình, Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An đăng một bài viết dài với những đoạn văn mở đầu bằng cụm từ về phía của, tác giả lần lượt đặt góc nhìn của mình vào cầu thủ, vào nhà tài trợ, vào lãnh đạo của đội bóng. Thấu hiểu, cảm thông cũng có. Và bên cạnh đó là những vấn đề đặt ra rất cụ thể như là thách thức phải tin vào thế hệ trẻ của đội ngũ lãnh đạo câu lạc bộ hiện nay. Bài viết kết thúc bằng một câu hỏi đầy trăn trở: chẳng lẽ người nghệ cam chịu? Người nghệ chưa có câu trả lời, nhưng tiếng nói của cổ động viên Hải Phòng có vẻ đã được lắng nghe. Cổ động viên Hải Phòng thì như người ta vẫn hay nói vui, không hề lòng vòng. Liên tiếp hai vòng đấu gần đây, những yêu cầu cụ thể của cổ động viên Hải Phòng được viết ra rất rõ ràng, đặt giữa khán đài hoặc ngay trước cửa sân vận động. Họ nêu đích danh người đứng đầu đội bóng, ông Trần Mạnh Hùng là nguyên nhân, hay nói nhẹ nhàng hơn là ông này đã không thể làm gì để giúp cho câu lạc bộ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài những năm qua. Cổ động viên yêu cầu ông Hùng phải ra đi. Từ băng rôn, biểu ngữ cho đến hành động thực tiễn nhất là bỏ trống khán đài B sân Lạch Tray, thông điệp mà cổ động viên Hải Phòng đưa ra cuối cùng cũng được ghi nhận. Ông Trần Mạnh Hùng chính thức rời ghế chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng. Sân vận động Lạch Tray như bây giờ, đó là trận nơi mà diễn ra trận cầu mà chỉ có tỷ số hòa hoặc là thua, đấy là điều mà chúng tôi những người hâm mộ không thể chấp nhận. Cái này là dẫn dắt từ một quá trình, và nếu không muốn nói là việc chọn nhầm người. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã lắng nghe tiếng nói của các cổ động viên. Khán đài B sân vận động Lạch Tray có lẽ sẽ không còn để chống bởi cổ động viên Hải Phòng vốn nổi tiếng là nhiệt huyết. Vậy thì trong lúc khó khăn này, họ đâu thể bỏ rơi đội bóng. Phải rất lâu rồi mới có một lần tiếng nói của cổ động viên đã góp phần mang đến sự thay đổi của đội bóng. Các cầu thủ Hải Phòng cũng có thể yên tâm trong cuộc đua chủ hạng, họ sẽ không hề đơn độc. Những câu chuyện diễn ra trong làng bóng đá ở Quảng Ninh, Nghệ An và Hải Phòng càng cho thấy một điều rằng khi các doanh nghiệp, các ông chủ tịch câu lạc bộ vì một lý do nào đó quay lưng lại thì người hâm mộ vẫn ở đó chia sẻ và đấu tranh hết mình cho đội bóng, cho các cầu thủ thân yêu. Và tiếng nói của họ đang được lắng nghe. Đó chẳng phải là điều mà cả châu Âu đang chờ đợi vào lúc này hay sao ạ? Hay vì quá lâu khán đài vắng khán giả mà người ta đã quên đi mất sức mạnh của họ, các cổ động viên. Đó cũng chính là thông điệp cuối cùng của chương trình Giờ Vàng Thể Thao tuần này. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Máy lọc nước AO Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất.